Thân Vy xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thân Vy. Thưa quý vị, hôm nay ngày thứ hai đầu tuần với tập 747, Thân Vy xin gửi đến quý vị chủ đề từ bà Trương Mỹ Lan, nhớ đến ông Tăng Minh Phụng. Câu chuyện của 21 năm về trước, thưa quý vị, có những điểm giống gì, giống nhau ở điểm nào và khác nhau ở điểm nào? Trước khi bắt đầu chương trình, Thanh Việt xin kính chúc quý vị một ngày đầu tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Phiên phúc thẩm vừa kết thúc, phải không quý vị? Thì chúng ta đều biết được cái bản án dành cho bà Lan, làm cho chúng ta sực nhớ đến câu chuyện của 21 năm về trước. Câu chuyện của ông Tăng Minh Phụng. Và đây là câu chuyện 21 năm về trước và câu chuyện hiện tại của hai người đều là người Việt gốc Hoa, đều là những đại gia. Nhưng quý vị, liên quan đến đại án. Thú vị ở chỗ là đại gia thì phải liên quan đến đại án. Hai vụ đều là những đại án kinh tế với số tiền khủng lấy trực tiếp từ ngân hàng. Dĩ nhiên là phương pháp của họ có những điểm giống và có những điểm khác biệt hoàn toàn. Cái điểm mà cho tới ngày hôm nay chúng ta sẽ chờ xem cái phiên phúc thẩm sẽ ra sao. Vì trong vụ án của ông Tăng Minh Phụng có cái điểm là ông không có khả năng truy trả. Nhưng quý vị, ông không có khả năng để trả lại cái tiền nợ xấu. Và những lý do tên việc sẽ được trình bày với quý vị trong vài giây phút nữa. Trước tiên, Thanh Việt muốn so sánh, nhưng quý vị muốn so sánh thì chúng ta phải nói đến những cái điểm giống và những điểm khác biệt. Thanh Việt sẽ lần lượt trao đổi với quý vị từ cái gia thế của họ cho đến cái cung cách làm việc, cái cách lấy tiền từ ngân hàng và cái bản án cũng như là những người liên quan trong cả hai vụ án. Thưa quý vị, bà Trương Mỹ Lan tới ngày hôm nay chắc là quý vị cũng biết. Tên thiệt của bà không mỹ miều, nhưng quý vị không mỹ miều như vậy. Mà nó là một cái tên cũng rất là người Việt gốc Hoa, đó là bà Trương Muội. Sở dĩ mà Thanh Việt có một cái điểm mà Thanh Việt rất là nhớ đến cái tên này đó quý vị, là ngày xưa đó, ở chợ An Đông, nhưng quý vị nhé, cũng có một cái quầy bán đồ tạp hóa, bán bánh mứt rất là nổi tiếng, cũng là bà Trương Muội. Mà không biết cái bà đó có phải là bà Trương Muội này không nha quý vị. Thưa quý vị, là thật ra bà Trương Muội là một tiểu thương ở chợ Soái Kình Long. Sau một thời gian đó quý vị, bà đổi tên là Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, không biết quý vị có biết tại sao, quý vị có bao giờ hỏi rằng tại sao bà lại có cái tên thật là hay, họ Trương thì vẫn giữ, nhưng mà cái chữ Mỹ Lan đó quý vị, nó đến từ đâu? Rất là nhiều lời đồn đại, nhưng quý vị, rất là nhiều lời đồn đại. Mỹ Lan có thể là lấy tên có cái chữ đệm và có cái họ giống một vài người trong một gia đình khá là nổi tiếng tại cơ quan trung ương. Không biết rằng những tin đồn này có đúng hay không, nên thông tin chưa kiểm chứng, Thanh Việt sẽ không nói rõ ra. Quý vị có thể tự đi tìm hiểu. Nhưng đã có rất là nhiều những lời đồn đại, nhưng quý vị, ngoài xã hội về cái chữ Trương Mỹ. Nhưng quý vị, về cái chữ Trương Mỹ, đấy là lấy tên của một gia đình khá là nổi tiếng, có chức, có quyền. Cái điểm đặc biệt của bà Muội với ông Phụng đó quý vị, bà Muội với ông Phụng đó là gì quý vị? Họ sinh rất gần nhau. Bà Muội sinh năm 1956, ông Phụng sinh năm 1957. Bà Muội thì ở quận 5, ông Phụng thì ở quận 11. Hai quận đều có một số lượng người Việt gốc Hoa rất là lớn, nhất là bên quận 5. Ông Phụng thì
Tên thiệt của ông luôn nghe nhanh quý vị, Tăng Minh Phụng. Nhưng ông có biệt danh, ông biệt danh rất là dữ dội, nhưng quý vị, đó là Bảy Phụng hoặc là Bảy Khùng. Cái chữ khùng này đó quý vị, nó cũng có nguyên nhân tại sao mà đặt chữ khùng. Tại vì dù là cái thời đó quý vị, ông xuất thân là không phải là giàu có, rất là nghèo. Rồi ông đi lên, nhưng quý vị, bằng đôi bàn tay trắng của mình. Tuy nhiên là một con người luôn luôn có một cái hoài bão làm giàu. Làm giàu bằng chính sức của mình. Nhưng quý vị, làm giàu bằng chính sức của mình. Những cái điều ông mơ ước, nhưng quý vị, những cái điều mà ông nghĩ tới, những cái người bất động sản đại gia ở những cái nước khác, chẳng hạn như bên Trung Quốc, thì ông luôn luôn kể với bạn bè của ông là ông có cái hoài bão như vậy. Vì vậy, người ta nhìn ông vào cái thời điểm mà ông chưa thành công đó quý vị, thì là một người Việt gốc Hoa rất là bình thường. Rất là bình thường. Tuy nhiên, khi ông nói ra đó quý vị, đó là những cái hoài bão rất là lớn. Vì vậy, ông có cái biệt danh là Khùng. Sau này, bằng chính sức của mình, ông đã tạo dựng một cái công ty từ rất là nhỏ, rồi từ từ nó lớn lên dần, là trở thành một cái công ty may. Nhưng quý vị, nổi tiếng xuất khẩu hàng sang Đông Âu, như là những nước như là Liên Xô cũ chẳng hạn như vậy. Nhưng quý vị, tiệp khắc Ba Lan. Và từ những cái mối làm ăn như vậy đó quý vị, ông đã lên một cách rất là dữ dội. Tuy nhiên, với cái hoài bão là xây dựng một cái tiền đồ vững mạnh, lớn chứ không phải là nhỏ, ông đã thực hiện những cái nước đi kinh tế rất là liều lĩnh. Tí nữa Thanh Việt sẽ trao đổi với quý vị. Thì vừa rồi đó quý vị thấy gốc gác của hai vị này đều là những người có thể là đi lên bằng bàn tay trắng. Mỗi người chọn một cái hướng đi khác nhau. Nhưng quý vị chọn một cái hướng đi khác nhau. Cái điểm mà về gia đình đó, bà muội sau này có lấy người chồng là cũng giàu có tại Hồng Kông. Ông cũng bị kêu án trong cái vụ án vừa rồi. Còn ông Phụng đó quý vị thì lại khác. Ông Phụng, người vợ của ông chính là cái cô công an giao thông đã thổi phạt ông nhiều lần. Và từ đó, khi mà ông còn lái cái xe đạp đó quý vị nhé, chở đồ, lái xe Honda rồi chở đồ, là bị thổi phạt. Và từ từ họ đã quen nhau và thành vợ chồng. Cả hai đều là người Việt gốc Hoa, quý vị. Một cái điểm đặc biệt về cái quy tắc kinh tế của cả hai người này đó quý vị, đó là họ xây dựng những cái hệ thống công ty con, người ta gọi ngắn gọn đó là công ty mẹ và công ty con. Thì ông Phụng đó quý vị là người đi đầu, là người đi đầu với cái ý tưởng xây dựng các công ty con như vậy. Mục đích là gì quý vị? Mục đích là để tạo, gây vốn. Mỗi một công ty nó sẽ có một cái dự án, một cái hợp đồng. Từ những cái hợp đồng, từ những dự án đó đó quý vị, người ta có thể mượn tiền. Nha quý vị. Và rồi càng nhiều công ty con thì càng mượn được nhiều tiền từ ngân hàng. Đó là cái thời của ông Phụng. Nha quý vị, thời của ông Phụng. Đối với ông đã xây dựng một hệ thống lên tới 47 công ty. Và kính thưa quý vị, chính anh Hai Khàng đã được nhắc đến nhiều lần cùng với cái tên của ông Phụng một thời gian. Anh Hai Khàng sau này, nhóm quý vị, cũng xây dựng cái hệ thống công ty mẹ, công ty con khá là nổi tiếng của mình. Thưa quý vị, đều dựa vào cái ý tưởng mà ông Phụng là người đi đầu. Bất động sản càng nhiều thì món nợ ngân hàng càng cao. Ông Phụng đã xây dựng những công ty con, để rồi từ những công ty con đó quý vị, mỗi công ty có khả năng mượn được một số nợ, nó khoảng là 10% cái vốn đầu tư của công ty đó. Nhưng quý vị, và thế rồi 47 công ty, nhưng quý vị, họ có thể mượn được 47 lần với cái ngân hàng. Cái đó chỉ là cái bước đầu tiên. Rồi các công ty này, nhưng quý vị, họ làm ăn với nhau để tạo những cái bản hợp đồng. Và tiền lấy được về đó quý vị,
Tiền lấy được về đó thì ông Phụng dùng vào để mua bất động sản. Và chúng ta thấy rồi, khi mà cái trái bong bóng bất động sản nó càng nở ra, những cái trái bong bóng nó càng nở ra, càng to lên, thì cái món nợ của ông cũng như vậy. Đối với bà Trương Muội, tức là bà Lan đó quý vị, thì bà xây dựng một hệ thống cũng dựa trên cái lối của ông Phụng. Tuy nhiên, cái điểm khác biệt đó là mười mấy năm sau, gần 20 năm sau, bà Muội, tức là bà Lan đó quý vị, bà đã xây dựng một cái hệ thống bao gồm 1.000 công ty. 1.000 công ty. Và với 1.000 công ty này đó quý vị, thì quý vị hiểu rồi. Nhưng quý vị, cái số lần mà bà có thể đi mượn tiền sẽ tăng lên gấp bội. Và so với ông Phụng, 20 mấy năm về trước, gần 20 năm về trước là 47 công ty con, bà Muội sẽ là trên 1.000 công ty. Và bây giờ đó quý vị, với thời buổi tân tiến hơn, bà mở rộng cái thị trường hoạt động của mình, không những công ty ở trong nước mà còn công ty tại nước ngoài. Tên tuổi của vợ chồng bà cũng liệt kê vào trong cái hồ sơ được gọi là hồ sơ Panama. Mà quý vị cũng biết rồi, ở những cái nước mà bà đã từng làm ăn, nhưng quý vị, với đó quý vị, ở cái nước làm ăn là những cái hòn đảo mà Thân Việt cũng đã từng chia sẻ với quý vị. Khi mà nhắc tên tới những cái hòn đảo đó đó quý vị, thuộc địa của bên Anh đó, thì người ta sực nhớ tới đây là những chỗ rửa tiền. Câu hỏi được đặt ra đó quý vị là cái số tiền mà bà thâu tóm được, rút ruột từ ngân hàng SCB, nó được đưa đi đâu? Toàn bộ để ở tại Việt Nam hay là một phần để tại Việt Nam và một phần đã được chuyển đi ra nước ngoài? Ông Tăng Minh Phụng thì hoàn toàn khác hẳn. Dĩ nhiên là chúng ta không so sánh 47 với 1.000 công ty. Thế thì muốn so sánh rằng cái số tiền mà ông Phụng mượn được từ ngân hàng, từ các cái ngân hàng vào thời điểm đó đó quý vị, ông không chuyển ra nước ngoài mà ông dùng ngay tại đất nước của chúng ta. À, quý vị, ông dùng ngay tại Việt Nam. Ông dùng ngay tại Việt Nam. Ông mua đất, mua nhà ngay tại Việt Nam. Còn câu chuyện của bà Muội thì có lẽ có những cái điểm mà Thanh Việt hy vọng rằng cơ quan điều tra sẽ mở rộng khi mà tiến hành cái việc mà thu hồi tài sản để thi hành cái bản án đó. Cái tài sản hoặc là các công ty mà có cái mối liên hệ làm ăn, nhớ quý vị, với Vạn Thịnh Phát, nơi mà được gọi là công ty gia đình của bà Muội và bà Lan với chồng của mình, thì những công ty đó đó quý vị, nó nằm ở những cái như là Hồng Kông, nhớ quý vị, rồi những cái hòn đảo thuộc địa của Anh mà rất là nổi tiếng về cái việc rửa tiền của các cái nhóm xã hội đen mà về kinh tế, đúng không quý vị, chứ không phải xã hội đen xâm bình. Thì bây giờ cái câu hỏi được đặt ra nè, số tiền vay đó bao nhiêu phần trăm ở lại trong nước, bao nhiêu phần trăm đã được chuyển ra ngoài, đúng không quý vị, bao nhiêu phần trăm? Cái đó là một cái điểm khác biệt vô cùng kể giữa bà Muội và ông Phụng của 20 năm về trước, 21 năm về trước. Nãy giờ thì Thanh Việt nói về cái số tiền được chuyển đi hay là giữ lại tại Việt Nam, nhưng mà chưa nhắc đến cái con số thực sự. Thì đây, Thanh Việt xin được chia sẻ và làm một cái phép tính so sánh về cái số tiền tổn thất từ hai vụ án này. Bên ông Phụng, khi mà Thanh Việt nói ra cái số này đó quý vị, thì quý vị cũng phải suy nghĩ ở một cái hướng là cái đó đó quý vị, nó ở 20 năm về trước, 21 năm về trước, đồng tiền đã thay đổi cái giá trị nha quý vị. Tuy nhiên nó luôn luôn ở một cái mức nhất định nào đó nha quý vị. Thì đây, cái thời mà ông Phụng đó, ông không có khả năng chi trả, tức là nợ xấu đó quý vị, là 6.000 tỷ đồng Việt Nam.
21 năm về trước, cộng với 32,6 triệu đô la Mỹ. Tổng cộng cái tiền nợ xấu là khoảng 280 triệu đô. Nha quý vị, 280 triệu đô. Còn bà Mùi, 21 năm sau, bà gấp cái số tiền so với ông Phục đó quý vị là 100 lần. 100 lần nhiều hơn cái số tiền mà ông Phục đã mượn được của ngân hàng. Số tiền lần này nó lên là 27 tỷ đô la. 27 tỷ đô la. Và khi mà chúng ta so sánh 27 tỷ đô la, khi mà chúng ta so sánh đó quý vị, thì quý vị thấy cái gì? Đúng là hơn 100 lần. Hơn 100 lần. Nha quý vị, hơn 100 lần. Dù là cái số bị cáo gần như là bằng nhau. Bên ông Phụng 77 người. Bên của bà Mụi 86 người, tức là bà Lan 86 người. Vòng sơ thẩm của bà Lan đưa đến một cái án tử và 4 án chung thân. Bên của ông Phụng, nha quý vị, là 2 án tử, 6 án chung thân. Mặc dù ở vòng sơ thẩm là 4 cái án tử. Như vậy, quý vị có thể làm một cái con tính hay một cái so sánh gì hay không? Ở đây Thanh Việt muốn nói với quý vị rằng 6.000 tỷ thời của ông Phụng 21 năm về trước đưa đến 2 cái án tử. Bây giờ thì bà Mụi rút ruột hơn 100 lần cái số tiền của ông Phụng. Mặc dù chúng ta đưa vào cái đồng tiền mất giá, nhưng quý vị vật giá lên nó cũng không gấp 100 lần được. Tuy nhiên, lần này tại vòng sơ thẩm chỉ có 1 án tử, so với ông Phụng là 4 án tử. Nói ta thấy rằng mặc dù cái bản án hiện nay đó quý vị, thấy là nó tương đối là nặng, tương đối là nặng, nhưng so với ông Phụng thì ông Phụng bị nặng hơn, thưa quý vị, rất nhiều. Ông Phụng bị nặng hơn rất nhiều. Bà Mùi, bà chỉ rút ruột một công ty, một ngân hàng, đó là ngân hàng SCB. Ngân hàng này nổi tiếng, thưa quý vị, với cái chuyện mà quý vị có thể gửi tiền vào với một cái lãi suất rất là cao, cao hơn với cái mặt bằng thị trường. Ở đây nó trở thành một cái bài học. Nhưng quý vị, không biết quý vị nghĩ sao, chứ đối với Thanh Việt, cái câu chuyện mà bà Mùi, bà Lan, nhưng quý vị, bà Mùi Lan, và có rút tiền của ngân hàng SCB tài năng đến mấy, nhưng quý vị, cái thủ thuật của bà ma phép làm sao, Thanh Việt không quan tâm. Cái quan tâm của Thanh Việt, nếu mà Thanh Việt có gửi tiền vào cái ngân hàng này, đúng quý vị, là đến cuối ngày, ngân hàng này sẽ trả lại cho Thanh Việt được bao nhiêu? Toàn bộ số tiền mà Thanh Việt đã gửi vào hay là chỉ một phần mà thôi? Kính thưa quý vị, cái số 27 tỷ đô la, 27 tỷ đô la, đó là số tiền đại đa số là của người dân. Đây là một cái điểm mà Thanh Việt thấy nó có một cái gì đó nó thiếu thiếu. Nó thiếu thiếu, nha quý vị, nó thiếu thật sự, vì nó đã không được đề cập đến nhiều. Thưa quý vị, đồng tiền đó chính là đồng tiền của người dân. Đồng tiền của người dân. Trong trường hợp của ông Phụng, nha quý vị, trường hợp của ông Phụng thì có 2 ngân hàng, Vietcombank và Incombank, đã cho ông Phụng vay. Chúng ta hãy chờ xem sau cái phần phúc thẩm, cái bản án sẽ ra sao. Dĩ nhiên, với cái án tử tại vòng sơ thẩm, bà Lan vẫn có khả năng thoát được cái án này. Nếu mà bà đền bù được, nha quý vị, cái số tiền mà bà đã không có khả năng trả, đó là 27 tỷ đô la. Người ta nói rằng, bên viện kiểm sát họ nói rằng 93% cái tài sản. Ở đây Thanh Việt muốn chia sẻ với quý vị rằng 93% cái tài sản, nếu quý vị mà viện kiểm sát nhắc đến đó là tài sản trong nước.
câu hỏi vẫn luôn luôn được đặt ra rằng 93% cái tài sản đó, đó là lấy tiền từ ngân hàng SCB. Nhưng mà có thật sự toàn bộ cái số tiền vay mượn không có khả năng là 27 tỷ đô la đó quý vị. 27 tỷ đô la đó, như Thanh Việt đặt câu hỏi ngay từ lúc đầu, đã được đưa ra khỏi Việt Nam bao nhiêu? Và liệu, nhóm quý vị, và liệu bà có làm một cái phép tính là hy sinh đời mẹ, củng cố đời con hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Đây là một câu chuyện hấp dẫn, đúng không quý vị? Không phải là bà ta đã che mắt được bao nhiêu người trong suốt 10 năm, mà câu chuyện rằng bà liệu có lấy tiền từ ở nước ngoài về, nếu có, để thoát được cái án tử hay không? Cậu quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng, ủa, vậy trường hợp của ông Phụng, ông không có biết lấy những cái bất động sản mà ông đã thu mua, dùng cái tiền của ngân hàng bán ra những bất động sản đó, rồi mình trả lại cho các ngân hàng để giảm được cái bản án tử. Thưa quý vị, đây chính là cái điểm, nhờ quý vị, khuất mắt của cái vụ án ông Phụng. Cho đến ngày hôm nay, mặc dù ông Phụng đã là một tử tù và đã ra đi sang bên kia thế giới 21 năm về trước, tuy nhiên đối với vị, nhắc đến câu chuyện của ông Phụng, vẫn có rất là nhiều người cảm thương cho một người đàn ông với đầy những cái chí khí, với đầy những cái tham vọng và có một cái tấm lòng rất tốt. Ông Phụng luôn luôn được biết đến là một người chủ, là một ông giám đốc rất là thân thiện và thương những công nhân của mình. Công ty của ông gồm có đến 10.000 người, nhớ quý vị. Nhưng ai cũng biết ông là một con người sống biết trước, biết sau. Khi mà người ta khám nhà của ông để kê biên tài sản, thì người ta mới vỡ ra rằng tài sản của chính ông đó không có nhiều, mà tất cả đã được đem đi, nhớ quý vị, mua nhà, mua bất động sản, mua kho xưởng. Bữa cơm của ông đó quý vị rất là đơn giản, rất là giản dị. Và ông dù là đại gia thứ thiệt vào thời điểm đó, cũng sống một cuộc đời rất đạm bạc. Nhưng quý vị, rất đạm bạc. Khối tài sản của ông đó quý vị, gồm có 169 cái biệt thự, nhà và văn phòng, 78 nhà xưởng, kho hàng tại các khu công nghiệp. Mà cái diện tích đất của cái nhà xưởng đó quý vị là lên tới 1,2 triệu mét vuông. Đất thì lên đến 2,6 triệu mét vuông. Nhưng quý vị, tại rất là nhiều tỉnh thành, từ thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu. Và khi mà Thanh Việt nhắc đến cái chữ gọi là khu công nghiệp và có chữ Bình Dương, thì quý vị tự nhiên là thấy cái đầu nó chớp, và quý vị sực nhớ đến tên của anh Hai Khang. Thưa quý vị, anh Hai Khang đã được nhắc đến rất nhiều trong câu chuyện của ông Phụng. Và Thanh Việt cũng đã làm những bài phóng sự chia sẻ với quý vị những cái câu chuyện rầm rì, âm ỉ về vai trò của ông Hai Khang và ông Phụng. Nhớ quý vị, và ông Phụng. Bây giờ thì quý vị ngạc nhiên với cái tài sản 169, 170 cái biệt thự và cái văn phòng. Rất nhiều những khu nhà xưởng, kho, ông thuê mướn là với một cái diện tích mà lên tới trên 1 triệu mét vuông. Vậy thì tại sao lại không đem đi bán, nhưng quý vị, để lấy tiền trả lại cho ngân hàng, giảm cái án tử? Thưa quý vị, đây là một cái điểm mà cho tới ngày hôm nay, nhưng quý vị, cho đến ngày hôm nay, người ta vẫn sững sờ. Khi mà ông mua bất động sản đó quý vị, thì là bằng tiền thiệt, bằng vàng thiệt. Khi mà ông bị bắt rồi bị đem ra tòa xử, thì tự nhiên cái giá bất động sản nó xuống, và rồi các cái công ty mà giám định đó quý vị
À, về cái giá trị của bất động sản đó, họ đi giám định, nha quý vị, và họ báo cáo lại là cái giá trị của những cái khu biệt thự, khu nhà xưởng, nha quý vị, cái giá trị bây giờ đó quý vị, nó không còn là vàng, không còn là tiền của các ngân hàng nữa, mà có khi, nha quý vị, một số nơi cái giá nó bèo đến nỗi mua kem ăn cũng hết, nha quý vị. À, nó bèo đến nỗi như vậy đó quý vị. Vì vậy có những câu chuyện khi mà người ta xử ông Phụng, ông Phụng hỏi luật sư hầu như mỗi ngày là giá bất động sản có lên chưa. Tại sao ông lại hỏi vậy? Thưa quý vị, vì ông ngỡ ngàng là cái giá trị bất động sản nó xuống một cách không thể tưởng tượng được. Và rồi ông đã vỡ nợ, nó gần giống như vỡ nợ vậy, đúng không quý vị? À, mình mượn tiền, mình mua đất, mình dự trữ để rồi khi đất lên thì mình bán, nhưng mà rồi mình mượn tiền mà đất mua đất xong thì đất xuống, lúc đó đó quý vị, thì mình không trả được nữa và mình vỡ nợ, và rồi để trừng trị cái tội vỡ nợ là cái án tử. Kính thưa quý vị, câu chuyện của bà Mụi thì nó lại khác hoàn toàn. Câu chuyện của bà Mụi đó quý vị, thì bà không có mượn tiền theo bên viện kiểm sát, bà không có mượn tiền theo kiểu của ông Phụng, mà bà điều khiển một ngân hàng mà người ta gọi rằng bà đã chiếm hết 93-94% cái cổ phần. Và khi mà chiếm một cái số lượng lớn như vậy đó quý vị, thì bà có thể điều khiển một cách bí mật. Cái đó là theo cái lời của bên viện kiểm sát và cơ quan điều tra. Đối với bà Lan thì bà vẫn nói rằng bà không có điều khiển được ngân hàng SCB. Và rồi cái việc tranh luận tại tòa đối với vị, nó xoay quanh cái chữ tham ô hay là đi ăn cắp. Đúng quý vị? Tham ô có nghĩa là mình lấy cái chức quyền của mình để mình lấy tài sản, mình lợi dụng cái chức quyền của mình để mình lấy tài sản. Ở đây thì bà Lan nói rằng tôi không có chức quyền, tôi không có làm trong ngân hàng SCB, tôi chỉ có một cổ phần và cổ phần đó nó là khoảng 5%. Cả gia đình tôi chỉ có khoảng 10% mà thôi. Nên tôi không có một cái tiếng nói có giá trị để tôi điều khiển được cái ngân hàng đó. Nhưng quý vị, à, cái đặc điểm mà Thanh Việt đã phân tích rất là nhiều lần, đó là toàn bộ những câu kết luận của bên tòa cũng như bên viện kiểm sát là dựa trên lời khai của những người trong ngân hàng SCB, những người dưới quyền của bà Lan. Và vì vậy khi mà ra tòa đó quý vị, thì bà Lan phản cung hoàn toàn. Bà cho rằng không có một cái giấy tờ giấy trắng mực đen nào chứng minh được là bà có cái tiếng nói tại ngân hàng đó, là bà làm chủ gần 93% cái cổ phần. Và thưa quý vị, dĩ nhiên rất khó chứng minh. Tại vì người không thích thì có thể giải thích rằng bà ta quá tinh vi. Còn người đi theo đúng, nha quý vị, thì án tại hồ sơ, mà hồ sơ lại không chứng minh được là toàn bộ cái tài sản đó, toàn bộ cái số mà cổ phiếu của ngân hàng SCB đều thuộc về bà, họ không chứng minh được, đúng không quý vị? Và câu giải thích rằng những người mà bà nhờ đứng tên các cổ phần đó đó quý vị, họ khai, thì thưa quý vị, nếu quý vị rơi vào trường hợp đó thì quý vị cũng phải làm gì quý vị? Quý vị cũng phải đi đổ tội, đúng không quý vị? Quý vị phải đi đổ tội vì đây là một vụ án liên quan số tiền rất là lớn. Bà đã xoay quanh đánh vào cái chữ tham ô. Vì nếu bà nhận, bà tham ô có nghĩa là bà có quyền lực tại ngân hàng SCB, mà trên giấy tờ bà không có quyền lực. Vì vậy cái chữ tham ô đối với bà ta và luật sư của bà là không đúng. Thanh Việt thì Thanh Việt cho rằng tham ô, nha quý vị, chúng ta dựa vào cái chữ là án tại hồ sơ, mà hồ sơ thì không chứng minh được, mà chỉ chứng minh là người kia khai như thế này, người nọ khai như thế này. À, mà tất cả những người trong gần 86, nhớ quý vị, người này, bị cáo,
thì gần 80 người là kê khai người chủ mưu là bà Lan. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Hồ sơ thì không chứng minh được, mà bằng chứng đó là những lời khai. Đại đa số mọi người đều nói rằng bà Lan là người chủ mưu. Thì thưa quý vị, đó là một cái tình cảnh mà nó hay dẫn đến cái chuyện gọi là phản cung tại tòa là như vậy. Tài sản của bà thì cực kỳ lớn, nha quý vị. Những cái khu vực tại ở quận nhất Nguyễn Huệ, quận 3, những cái tòa nhà như là Andong Plaza, Windsor Plaza, rồi Times Square, rồi xe hơi, rồi thuyền, thứ đắt tiền. Những khu nhà bự tại Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, thì thưa quý vị, nó khủng khiếp vô cùng. Đúng quý vị, giá trị thì vô cùng cao. Những tòa nhà tại Hà Nội như là tòa nhà Capitol hoặc là khách sạn Duo, thì thưa quý vị, đó là những khu mà Thanh Việt cho rằng giá trị vô cùng cao. Bên Viện Kiểm soát họ nói rằng toàn bộ những khối tài sản đó là bà Lan lấy tiền được từ ở ngân hàng SCB. Câu hỏi vẫn được đặt ra đó quý vị, thế thì chúng ta có thực sự là một con tính chưa? Tại vì Thanh Việt vẫn thắc mắc rằng liệu 27 tỷ đô la là cái số tiền được giữ lại tại Việt Nam rồi mua những cái khối tài sản khổng lồ này, hay một phần đã được chuyển rồi? Thưa quý vị, đây là câu hỏi quan trọng. Tại vì cuối ngày đó quý vị, có sự án tử 100 người mà cái số tiền thu về không được đó quý vị, thì người dân vẫn là người bị thiệt thòi nhiều nhất. Đúng không? Phải không quý vị? Người dân vẫn là người thiệt thòi nhất. Đó là những người đã gửi tiền vào cho ngân hàng SCB. Những người đã gửi tiền vào cho ngân hàng SCB. Vì vậy, cái câu chuyện rằng 27 tỷ đền lại được bao nhiêu, hay là mình chỉ có khả năng thu hồi lại tài sản tại Việt Nam mà thôi. Thưa quý vị, có thể tất cả những cái tài sản tại Việt Nam không đến được 27 tỷ đâu. Số tiền còn lại đó quý vị, có thể là được chuyển đến những cái hòn đảo kia rồi. Và thưa quý vị, khi mà bước vào những hòn đảo đó, họ có những cái luật định riêng của họ. Đúng quý vị, cái việc thi hành án lấy lại tiền từ những cái quỹ đen không phải là một câu chuyện dễ, không phải đi qua đường ngoại giao như là chúng ta tưởng. Đó là một câu chuyện mà thực sự là đau lòng. Ngay cả việc ông Phụng với cái khối tài sản 170 cái biệt thự, nhà, nhà xưởng, việc thi hành án cũng đã để lại biết bao nhiêu những nỗi sầu. Biết bao nhiêu nỗi sầu. Quý vị nên nhớ rõ rằng trong những vụ án kinh tế, người ta có thể thoát được cái án tử xuống thành chung thân nếu khối tài sản được lấy ra thi hành án và đền bù lại một phần lớn các cái số tiền họ đã lấy được từ ngân hàng. Đó là những cái số nợ xấu đó quý vị, họ đã trả lại được, thì họ thoát được từ án tử xuống thành án chung thân là một khả năng rất cao. Câu hỏi được đặt ra rằng liệu những cái khối tài sản mà Thanh Việt vừa liệt kê cho quý vị thấy ở đường Nguyễn Huệ, ở quận nhất, ở những bên An Đông, quận 5, xe hơi thuyền của bà Mụi, bà Lan có thể bù đắp lại 27 tỷ hay không? Quý vị thử tìm hiểu nha quý vị nhé. Thanh Việt cho rằng không thể. Không thể. Bây giờ thì chúng ta nói tới cái gì? Chúng ta nói tới cái câu hỏi mà thực sự là quan trọng khi mà so sánh giữa ông Phụng và Mụi. Ông Phụng đi lên bằng bàn tay trắng. Và rồi cái việc tham vọng làm giàu mà có nhiều người đã gọi ông là nô lệ của cái sự tham vọng. Ông không bao giờ, nhớ quý vị, đem lại một cái gì sung sướng như là một đại gia thường làm khi mà mình có tiền đầy trong người. Không thuốc lá, không rượu chè, không gái gú. Đó là ông Phụng, nhớ quý vị. Nhưng ông là nô lệ của tham vọng. Tham vọng, kính thưa quý vị, ông đi lên bằng cái bàn tay trắng.
Và rồi ông chơi một cuộc chơi với bất động sản. Và rồi cái số mệnh của ông đã chấm dứt tại đó. Vì vì cái gì quý vị? Vì gì? Vì cái sự hên xui của thị trường bất động sản, hay là vì ai đó đã hại ông? Quý vị thử trả lời. Nếu những quý vị nào đã từng sống trong cái giai đoạn đó, quý vị cũng sẽ hiểu được một phần của câu chuyện. Đó là những câu chuyện mà tới ngày hôm nay, những công nhân làm trong công ty của ông, khi nhắc đến tên của ông, Thanh Việt biết được rằng họ vẫn còn rất thương nhớ đến một người chủ đầy nhiệt huyết, đầy tham vọng và rất bình dân. Còn bà Trương Muội thì sao? Thưa quý vị, với cái số tiền gấp 100 lần so với ông Phụng mà bà đã lấy được từ ngân hàng SCB, Thanh Việt vẫn cảm nhận thấy rằng dù là bà là một người phụ nữ tài giỏi, thông minh, ma quỷ đến mấy, bà cũng không làm được. Và 86 vị bị cáo kia cũng không thể giúp bà được trong vòng 10 năm qua. 10 năm là một chặng đường rất dài, với biết bao nhiêu đoàn kiểm tra từ địa phương tới trung ương. Tuy nhiên trong 86 bị cáo này, vài bị cáo thuộc đoàn kiểm tra và dẫn đầu là bà Nhàn với cái bản án chung thân. Thế thì vẫn cảm nhận thấy rằng, không biết quý vị làm sao, chắc chắn không chỉ có mỗi đoàn kiểm tra của bà Nhàn. Nhà quý vị, không chỉ có đoàn kiểm tra của bà Nhàn. Mà liệu có còn một ai đó, nhà quý vị, đã giúp cho bà Muội tẩu tán, lấy được từ ngân hàng SCB hay không? Câu hỏi đó xin dành cho bên của tòa phúc thẩm hay là cơ quan điều tra khi họ tiếp tục mở rộng vụ án này. Bà thì luôn luôn kêu oan, bà Muội luôn luôn kêu oan, bà cho rằng án tại hồ sơ, mà hồ sơ thì không chứng minh được điều gì là bà có tội. Bà đã bỏ tài sản của mình ra để giúp đỡ cho ba ngân hàng đang trong cái thời kỳ kiệt quệ cách đây hơn 10 năm. Theo lời kêu gọi của những lãnh đạo trong ngân hàng quốc gia, ngân hàng nhà nước, họ yêu cầu bà đứng ra giúp đỡ. Bà đã lấy tài sản của mình ra để cứu ba cái ngân hàng này, rồi gộp ba ngân hàng này lại thành một ngân hàng SCB. Và với cái công trạng đó, nha quý vị, mọi người và ngay cả Thanh Việt, theo cái cảm nhận của mình là bà đã tự tung tự tác. Mặc dù trên giấy tờ bà không có quyền, nên trên mặt lý thuyết cái chữ tham ô chưa chắc là đúng dành cho bà. Mà Thanh Việt gọi một cách dễ hiểu là bà đã cướp trắng tiền của ngân hàng SCB, cướp ngay giữa ban ngày. Và đã có rất là nhiều người đã nhìn đi chỗ khác để cho bà cướp. Và cái đồng tiền đó, đó quý vị, là của nhân dân. Thay vì vừa mới liệt kê cho quý vị những cái điểm khác biệt giữa bà Muội và ông Phụng, hai người đều có những điểm giống nhau. Người Việt gốc Hoa đều đi lên từ những cái bàn tay trắng, nhưng cung cách làm việc, nha quý vị, số tiền được để lại ở đâu, hay là vì sự xui xẻo, số mạng chấm dứt. Ông Phụng là một cái ví dụ. Khi ông lao mình vào để mua bất động sản, rồi khi không có khả năng để trả nợ vì bất động sản xuống giá một cách lạ kỳ, và rồi ông đã phải trả giá cho một cái sự kiện khó hiểu kia. Còn bà Lan, bà vẫn có khả năng để thoát cái án tử. Bà vẫn có khả năng thoát án tử. Mặc dù thị trường bất động sản đang đóng băng, và Thanh Việt biết được rằng, nhưng quý vị, những đại gia tại Việt Nam không có thể. Chỉ có những nhà tài phiệt của thế giới mới có thể vào. Và chỉ có cái đồng tiền mà bà đã chuyển ra nước ngoài, nếu có, được chuyển lại để cứu bà. Câu hỏi được đặt ra rằng,
liệu bà có sử dụng. Cái chính sách là gì quý vị? Hy sinh đời mẹ cũng cố đời con. Nhưng cuối cùng, khi màn đã kết thúc, cái câu trả lời vẫn là người thiệt nhiều nhất vẫn là những người dân, những người đã bỏ tiền vào ngân hàng SCB. Thanh Việt xin tạm kết thúc chương trình ở đây và xin kết thúc quý vị một ngày vui vẻ, hạnh phúc, bình an. I love you all.